Ở đó là Phú Đa Tiền Giang hay Phú Đa Tiền Dạ. Giang hay cái đó mở lò nha, có hai hai tên mở lò Bình Tân á chứ. Bình Tân á, Bình Tân. Tôi cũng đi công việc sẵn ghé luôn nhà chị Loan, ủng hộ cho chị Loan đồ đó cả nhà. Con nó có mua rồi mà tôi chưa gặp cô Loan lần nào. Dạ. Dạ, chị Loan ở trong nhà. Thấy cô Loan vui vẻ quá, với hai đứa dễ thương quá. Dạ. Hai đứa nhỏ dễ thương, rất là dễ thương. À, bé Bôn với bác Kem với cô. Dạ. Bé Bôn với bác Kem. Ồ, thấy hai đứa cháu của chú Hoài Linh rất là dễ thương. Dạ. Thấy hai đứa cháu quá thì dễ thương luôn, mà tôi hồi đám ma chú đó tôi đi quê không có được lên tham dự, rất là tiếc luôn á chú. Dạ. Sau này chẳng đi phương tiện nè mà nữa kêu xe ô tô dạ. Chở qua đây xin chú biết nhà của Long luôn. Dạ. Dạ. Sáng nay cô đi xe gấp đến hả cô? Gấp. Tôi đi sáng sớm là đi xe buýt hai đoạn rồi. Rồi không biết xuống đằng chỗ quận 3 bên kia kìa. Dạ. Chứ hỏi thăm tao nó không phải đâu, gần chợ Phú Nhuận gì đó. Dạ. Cô đến từ đâu cô? Cô ở Kiên Giang mà ở trọ ở Bình Tân. À, chị cô cũng ở Tiền Giang à, cũng lên nhà chỗ Tiền Giang à, cô cũng lên nhà Bình Tân nhà. Bình Tân hay bến bến lâu rồi mà không được gặp Dạ thì hiện tại bây giờ là cô cũng đã mua hàng xong và đi ra về nha cô chú. À cùng mua yến cô chú. Mua yến rất là nhiều luôn anh. Dạ. Cô mua những cái món hàng gì của chị không lo cô? Yến à, à yến và rong biển nữa anh, em có thấy là rong biển nữa anh. Anh mới bắt lửa lên nó tắt lửa. À vậy là chị Loan cũng có tặng cho cô quà luôn á. Có rồi nè, quần áo của cổ của nó động. Dạ. Yến anh. Dạ. Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng có chú Gáp chở hàng đến giao cho chị Loan nha cô chú. Bây giờ là 9 giờ sáng nha cô chú anh chị. Sáng hôm nay là sáng thứ bảy nha cô chú, thì cũng có rất là đông các cô chú anh chị cũng đến mua hàng để ủng hộ cho chị Loan.
Thì vừa rồi là cũng có một cô khán giả cũng ở Bình Tân, cô chú thì cũng đi xe gáp đến, cũng có mua hai hộp yến để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là phía bên trong cũng có anh Thành Mỹ cũng đang ngồi bên máy tính nha cô chú. Nhà chị Loan thì nói chung là ngày cuối tuần hả cô chú, thì buổi chiều tối thường thường là các cô chú khán giả anh chị cũng đến mua hàng cho chị Loan rất là đông nha cô chú. Thì em cũng luôn luôn có mặt tại nhà chị Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị được xem. Thì cũng mong rằng là các cô chú anh chị cũng cho em xin một đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha cô chú. Nhà chị Loan thì nói chung là thường thường buổi trưa cô chú anh chị là sẽ có xe bưu điện đến nhận rất là nhiều hàng rồi đi giao cho tỉnh nha cô chú. Thì nói chung là chị Loan cũng được các cô chú anh chị ở xa cũng yêu thương cho nên là mua hàng ủng hộ rất là nhiều. Dạ tôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.